Xin chào tất cả các bạn. Sau đây tôi xin được trình bày bài sa lồi niệu quản bàng quang. Về định nghĩa, sa lồi niệu quản là bệnh lý giãn hình túi lồi vào trong lòng bàng quang của đoạn niệu quản thành bàng quang. Bệnh lý này hay gặp khi có niệu quản đổ lạc chỗ, khi có hẹp vị trí đổ vào bàng quang của niệu quản hoặc khi có bất thường của thận với hình ảnh đường bài xuất đôi. Có hai loại sa lồi niệu quản. Trường hợp thứ nhất do bẩm sinh, trong trường hợp này niệu quản đẩy lồi niêm mạc bàng quang, hay gặp ở đường bài xuất trên phân đôi đường bài xuất hoàn toàn. Trong trường hợp này, thành của túi sa lồi sẽ bao gồm niêm mạc của bàng quang và thành của niệu quản. Trường hợp thứ hai chúng ta có thể gặp, đấy là trường hợp sa lồi niệu quản ở người lớn do thoát vị niệu quản vào bàng quang, nên thành của túi sa lồi trong trường hợp này chỉ có thành của niệu quản. Đây là sơ đồ minh họa hai trường hợp sa lồi niệu quản đơn thuần và trường hợp thứ hai là sa lồi niệu quản có kèm theo phân đôi đường bài xuất. Trong trường hợp này, chúng ta nhìn thấy hình ảnh túi sa lồi gặp ở niệu quản của đường bài xuất trên. Trên siêu âm, hình ảnh túi sa lồi là hình túi nước tiểu liên tục với niệu quản thành mỏng lồi vào trong lòng bàng quang, không thấy hình ảnh luồng nước tiểu phụt vào bàng quang. Trong khi đó, bên thận bình thường, thận niệu quản bình thường, chúng ta vẫn thấy hình ảnh này. Nếu chức năng thận còn, có thể thấy hình túi niệu quản, túi sa lồi niệu quản thay đổi kích thước khi luồng nước tiểu dồn xuống. Nước tiểu có thể trong. Xin bắt đầu lại slide này. Trên siêu âm, chúng ta nhìn thấy hình túi sa lồi là hình túi nước tiểu liên tục với niệu quản thành mỏng lồi vào trong lòng bàng quang và chúng ta không nhìn thấy hình ảnh luồng nước tiểu phụt vào lòng bàng quang từ niệu quản này. Trong khi đó, ở niệu quản bên bình thường chúng ta vẫn nhìn thấy hình ảnh dòng nước tiểu phụt vào trong lòng bàng quang. Nếu chức năng của thận còn, chúng ta có thể thấy hình túi sa lồi thay đổi kích thước khi luồng nước tiểu dồn xuống. Nước tiểu trong túi sa lồi có thể trong hoặc không trong, có thể có sỏi trong túi sa lồi do ứ đọng. Niệu quản và đài bể thận bên có sa lồi thường giãn, nhu mô thận mỏng ở tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đây là hình ảnh sa lồi niệu quản trên siêu âm. Chúng ta thấy hình ảnh trực tiếp của túi sa lồi là hình túi dịch chống âm, tương tự dịch nước tiểu trong bàng quang có thành mỏng và hình túi này liên tục với hình ảnh niệu quản. Trong trường hợp này chúng ta thấy hình ảnh túi sa lồi liên tục với niệu quản bên trái giãn to. Trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch UIV, hình ảnh túi sa lồi sẽ phụ thuộc vào chức năng của thận. Nếu chức năng của thận còn bình thường, khi bàng quang có thuốc, túi sa lồi chưa có thuốc, chúng ta sẽ thấy trên phim UIV là hình khuyết nằm trong lòng bàng quang, bờ nhẵn đều. Khi túi sa lồi và bàng quang đầy thuốc, chúng ta sẽ thấy hình ảnh túi và bàng quang bị ngăn cách bởi thành của túi sa lồi là một đường sáng. Sau khi bệnh nhân đi tiểu, chúng ta thường thấy túi sa lồi còn lại vẫn đậm thuốc cản quang trong khi bàng quang đã trống. Đây là hình ảnh sa lồi niệu quản trên UIV. Trên phim thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh bàng quang đã đầy thuốc cản quang do thận bên phải bài tiết xuống. Trong khi đó, ở trường hợp, xin bắt đầu lại slide này. Đây là hình ảnh sa lồi niệu quản trên UIV. Trên phim thứ nhất, chúng ta thấy hình ảnh bàng quang đã đầy thuốc cản quang do thận bên phải bài tiết xuống. Trong khi đó, ở thận bên trái, thuốc mới chỉ bài thất xuất ra các nhóm đài chưa xuống đến bể thận và niệu quản. Và chúng ta thấy trong lòng bàng quang có hình ảnh khuyết sáng, bờ nhẵn đều. Trên phim chụp muộn sau đó, chúng ta thấy thận bên trái có hình ảnh ứ nước nặng trong thì này nước tiểu đã bài xuất qua niệu quản xuống đến đoạn dưới và hình khuyết sáng đã lấp đầy thuốc cản quang phân cách với bàng quang chứa thuốc cản quang bởi một đường sáng mạch. Đây chính là hình ảnh của túi sa lồi trên UIV. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta nhìn rất rõ ràng hình ảnh bàng quang đầy thuốc kèm theo có hình ảnh túi sa lồi từ niệu quản bên phải ngăn cách nhau bởi một đường sáng mảnh. Trong trường hợp này chúng ta nhận thấy niệu quản bên phải giãn.
Xin chú ý các bạn lưu ý hình cản quang nằm ở vùng tiểu khung trong trường hợp này là hình ảnh dụng cụ tránh thai. Nếu chức năng của thận không còn thì thuốc từ bên thận lành sẽ xuống làm đầy bàng quang, còn bản thân túi sa lồi chứa đầy nước tiểu không cản quang sẽ tạo nên hình khuyết sáng trong lòng bàng quang. Hình ảnh này giống như khi chụp bàng quang ngược dòng. Đây là hình ảnh túi sa lồi niệu quản trên chụp bàng quang ngược dòng. Chúng ta nhìn thấy hình khuyết sáng nằm ở vị trí thành sau của bàng quang, bờ nhẵn đều. Đây là hình ảnh, xin bắt đầu lại slide này. Đây là hình ảnh túi sa lồi trên phim chụp cắt lớp vi tính thì bài xuất. Chúng ta nhìn thấy bàng quang đầy nước tiểu. Trong trường hợp này, nước tiểu có mức lắng đọng dịch do thuốc cản quang nặng hơn nước tiểu thông thường sẽ lắng ra phía sau. Và đây là hình ảnh niệu quản bên trái, có hình ảnh sa lồi niệu quản đẩy lồi vào trong lòng bàng quang và ngăn cách với lòng bàng quang bởi một đường sáng mạch. Các biến chứng có thể có của sa lồi niệu quản. Biến chứng thứ nhất hay gặp nhất đó là hình ảnh ứ nước thận cùng bên tùy mức độ. Biến chứng thứ hai là có hình ảnh trào ngược bàng quang niệu quản. Các biến chứng hiếm gặp khác như vỡ niệu quản và sỏi trong túi sa lồi do ứ đọng nước tiểu. Về chẩn đoán phân biệt trên UV, chúng ta cần chẩn đoán phân biệt túi sa lồi niệu quản với các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, khí trong ống tiêu hóa. Trong trường hợp này, chúng ta cần chẩn đoán phân biệt bằng các phim chụp nghiêng, chụp chếch. Chúng ta sẽ tách được hình ảnh khí ra khỏi hình ảnh mờ của bàng quang. Trường hợp thứ hai cần chẩn đoán phân biệt là hình ảnh cục máu đông trong bàng quang. Trong trường hợp này, chúng ta cần phối hợp các triệu chứng lâm sàng như bệnh nhân có đai máu và chúng ta có thể đối chiếu trên siêu âm để đánh giá. Trường hợp thứ ba cần chẩn đoán phân biệt trên UV là hình ảnh polyp thì chúng ta có thể phân biệt bằng hình ảnh siêu âm. Thì cấu trúc của polyp thường là sinh âm khác với túi sa lồi, chống âm hoàn toàn.